Rồi, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Tất Cả Là Một nha anh chị em ơi. Em lại ngồi ở đây để nói với anh chị em là tất cả chúng ta là một và đã trọn vẹn và đủ đầy rồi nha anh chị em. Về cái thiết kế cơ bản của cuộc sống, cái sự sống này là đã hoàn hảo, đã trọn vẹn, đã đủ đầy với những cái cài đặt mặc định là hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc vĩnh hằng. Tình yêu vô điều kiện, là sự tự do, là thiện lương, là chia sẻ, là yêu thương lẫn nhau. Đó là những cái cài đặt mặc định đó, anh chị em. Và em luôn luôn sẽ thông báo với anh chị em về điều đó để mình có thể là trở lại với những cái cài đặt mặc định đó khi mà có những cái điều gì đó trong cuộc sống nó chưa có nhận định đúng về cái bản thể thiêng liêng, bản thể chân thật của anh chị em, thì hãy xem lại cái video clip này để mình nhớ lại mình thật sự là ai ha, nha anh chị em. Giống như là cái iPhone 14 mới ra đó, cái đó đẹp đó. Anh chị em thấy không, những cái cài đặt mặc định như nghe gọi là cơ bản luôn luôn có, và những cái kia, những cái app mà anh chị em, những cái chương trình mà anh chị em tải vô thêm nó chỉ là trò chơi thôi. Những cái có cũng được, không có cũng không sao á, cái đó là phần phụ thêm thôi. Nếu mà anh chị em không thích chơi nữa thì có thể xóa bỏ, xóa mãi mãi luôn cũng được nữa. Bây giờ mà cứ anh chị em nói là khổ quá, khó khăn quá hay là đau buồn quá mà anh chị em kêu anh chị em quay lại với lại cái sự hạnh phúc thì không có chịu á. Hạnh phúc nó tự ở bên trong mà cứ kêu là quay lại không có chịu, không có chịu xóa, không có muốn bỏ đi á, cứ ôm mà chơi á. Cái đó là chưa có thật sự là anh chị em đâu. Nếu mà cái sự sống này nó đã trọn vẹn thông qua những một số cái hình ảnh là anh em thấy những cái dãy thiên hà, ngân hà, những cái hành tinh rất là khổng lồ nó được treo lơ lửng ở trong không gian bằng cái lực hút, lực đẩy gì đó, thì cái sự trọn vẹn của đấng sáng tạo khi mà tạo ra là tạo nên cái sự sống này là nó đã hoàn hảo rồi. Và chúng ta cũng vậy, là niềm vui. Anh em để ý thấy những cái đứa bé, những đứa bé nó chơi nó đâu có đúng sai hay dở, nó không có phân chia nhị nguyên nên nó chơi một cái trò gì đó 100% năng lượng, thì hoặc là nó khi nó bị bệnh, bị sốt thì nó cũng vui vẻ, nó cười, thì cái những cái triệu chứng bệnh đó nó cũng mau hết nữa. Thì đó mới là cái niềm hạnh phúc đến từ bên trong. Hạnh phúc đến từ bên trong, tình yêu vô điều kiện đến từ bên trong, sự chia sẻ, sự yêu thương, sự tự do, đó mới là bản chất của chúng ta. Còn nếu mà kiếm tiền mà thua lỗ quá, hay là có kiếm tiền mà ngàn tỷ, trăm tỷ mà nó không vui á, thì thôi bỏ đi, nó không phải bản chất của chúng ta đâu. Đừng ôm mà chơi nữa, có gì đâu để mất. Thật sự nếu anh em mà có tìm hiểu thì khi mà zoom thiệt là sâu vô những cái tế bào của con người chúng ta, hoặc là tất cả những cái vạn vật như cây xoài, cây cỏ này nè, zoom tế bào lên thì nó là hạt proton á, mà cắt nhỏ ra nó, hoặc là zoom sâu hơn nữa thì nó là những hạt hét, hạt quắc. Ở trong cái hạt quắc đó là cái hư không á. Hư không thì làm gì có tham sân si, làm gì có tích lũy được, làm gì có thể nào mà gom về được, đâu có thắng thua trong cái sự hư không đó. Cái sự hư không đó là cái sự quan sát cái cuộc sống này nè, là thượng đế tính đó, chính là Phật tính mà trong tôn giáo hay nói đó. Cái hư không đó là cái quan sát những dòng suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái cảm xúc ở trong cái cơ thể này, những cái lời nói, những hành động đó. Anh em thấy bây giờ nói ra quan sát hết, tất cả đều rõ biết, thì cái sự quan sát đó là cái sự quan sát ở bên trong và ở bên ngoài đây. Nghe thấy, cái sự nghe thấy đó là cái về cái tự nhiên của chúng ta đó, là cái bản chất của chúng ta đó, cái đó mới là cái sự thật đó. Còn nếu mà ai đó mà nói với anh em là
chơi cái trò này đi chơi trò ở xã hội hay chơi cái trò là giàu nghèo đó. Cái trò thì phải làm giàu đó, đó là từ bên ngoài, nó không có, nó không thể hiện được tình yêu thương bản thân. Nếu mà anh em đã thích rồi đó, đã thích chơi một cái trò gì đó, anh em cứ tập trung anh em chơi trò chơi của anh em đi, cái sự giàu có nó sẽ tự động nó đến. Còn khi mà anh em nghe từ bên ngoài nó là anh em phải đi làm giàu đó, thì cái đó chỉ dẫn đến những cái bế tắc thôi. Đôi khi là nhiều người đó, em thấy quan sát nha, đây là quan sát, là thấy nhiều người là đau khổ khi trên cái hành trình mà đi tìm công danh sự nghiệp đó, đi tìm vị trí đứng ở trong xã hội. Đâu có vui vẻ đâu, nó xuất phát từ bên ngoài mà mình cài đặt vô trong đầu là mình phải đi làm giàu mới có được cái tiếng nói trong xã hội. Nó chưa có đúng cái từ thôi xúc từ hạnh phúc từ bên trong đâu, nên nó dẫn tới cái kết quả nó không có như mong đợi đâu. Sáng nghe nói là ở Ấn Độ là cái tầng lớp nông dân là, và ở Việt Nam cũng vậy thôi, tầng lớp nông dân là đáy của xã hội đó. Thật ra em à, nông dân là vui vẻ thôi, thoải mái, không có bị cái quan niệm là nông dân là đáy của xã hội. Mình vui vẻ trong cái từng cái mình mà mình chơi, mình vui vẻ hết, chấp nhận hết. Đó, cái xoài này nếu mà bây giờ nó mình chơi mà mình không có bám vô cái kết quả nha, giờ là cứ mong đợi nó ra bông phải không? Thường là sẽ mong đợi cho nó ra bông, mà nếu mà kết quả nó không như mong đợi thì sao? Này nó không ra mong nó nín thì sao? Và cũng vui phải không? Mình phải vui trong từng phút giây trong cuộc sống đó. Dù có chuyện gì xảy ra thì không thể nào quên được cái bản chất của cái sự sống này là cái niềm vui á. Vui mới chơi á, không vui là thôi không chơi. Mà anh em yên tâm đi, em đã trải qua những cái chuyện là cây này nó cũng không có theo ý muốn á, thì cuối cùng nó đâu có học hành gì, nó cũng tự động tới mùa nó cũng ra đầy hết à, kết quả đâu cũng vô đó à. Đã được an bài hết rồi á, nên cứ thoải mái thử nghiệm ha, thoải mái vui vẻ chơi ha. Thì đó, thì một số cái chia sẻ cùng với anh em là tất cả chúng ta đã sự sống đã trọn vẹn đủ đầy ở bên trong, và khi được thôi thúc chơi cái trò gì đó thì cứ chơi thoải mái. Đâu có bị quan niệm từ bên ngoài tác động vô. Chơi trên cái trên cơ sở nha, trên cơ sở là tình yêu thương. Khi mà anh em xác định là vũ trụ này đủ đầy rồi, anh em chơi trên cái tư tưởng tình yêu thương thì anh em sẽ yêu thương bản thân mình đầu tiên nè, rồi sau đó là sẽ yêu thương tất cả mọi người xung quanh, tại mọi người xung quanh cũng là mình, và yêu thương tất cả vạn vật, cây cỏ, cây động thực vật, vì tất cả thiên nhiên này đều là chúng ta, đều là một hết, sự sống là một. Và khi mình biết là sự sống này là một thì đương nhiên cái sự thông minh ở bên trong sẽ hiển lộ, sẽ trổ ra và cho chúng ta những cái câu trả lời làm sao để chúng ta nuôi dưỡng cái sự sống này nó càng ngày nó càng trù phú hơn, tức là cho chúng ta, nhắc chúng ta những cái lời khuyên để nuôi dưỡng sự sống. Sự sống bên trong thì nhắc nhở em là lúc nào cũng phải vui nè, vui nó mới tạo ra kết quả tốt. Để hôm nào em sẽ nói về cái tần số rung động trong cái cuốn của David Hawking đó, chính cái tần số rung động, cái dao động của anh em về cái mức năng lượng nó sẽ tạo ra cái thực tại ở ngoài đây, có nghĩa là về tất cả các mọi mặt luôn. Nếu rung động của anh em về bình an và vui vẻ đó thì cái kết quả ở thực tại của anh em sẽ rất là nhiều người mơ ước về cái thực tại đó. Còn khi mà
sống trong cái sự tức giận hay sợ hãi hay là một cái điều gì đó nó thấp á, tức là tức giận, sợ hãi, ganh tị, đố kỵ đó, thì mức năng lượng thấp thì cái thực tại ở bên ngoài, ở những điều bên trong quyết định ở bên ngoài thì cái thực tại bên ngoài nó không mấy tốt đẹp đâu. Thì đó là những cái chia sẻ của em hôm nay. Nếu mà có gì thì thắc mắc thì anh em cứ liên hệ với em, hãy vui vẻ, luôn luôn vui vẻ, vì đó là bản chất. Cảm ơn anh em rất nhiều.